Chiều nay 27 tháng 6, hơn 90.000 sĩ tử tham gia môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là môn toán. Tương tự cấu trúc đề thi như mọi năm, trong thời gian làm bài 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo thang độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, đa số các thí sinh mang tâm lý thoải mái với đề thi toán. Nhiều thí sinh dự đoán mình được 8 điểm môn toán. Nếu mà em thi xong thì theo phương pháp của Phạm Hữu Giang thì em lụi thì em chắc chắn em được 8 cộng. Và em thấy đề hôm nay tương đối là dễ thở với em, thì là em vô em thư giãn lắm, bởi vì em sát học bài em đậu. Dạ thì em nghĩ là so với mọi năm thì cỡ 35 câu đầu thì tương đối là dễ dàng cho em để xử lý. Thì em khá là chắc chắn là 35 câu đầu sẽ đúng. Còn phần phía sau thì em làm được thêm khoảng 5-6 câu nữa thì em mong là em sẽ được 8 cộng. Ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, quận 12. Hai bên đường các bậc phụ huynh đứng đợi con em mình với tâm trạng hồi hộp, mong ngóng. Bên cạnh đó còn sự ủng hộ nhiệt tình của các tình nguyện viên với bánh, kẹo, nước uống nhằm cổ vũ tinh thần sau khi thi cho các thí sinh. Sau khi thi xong môn thứ hai trong ngày, đa số thí sinh đều nhận xét đề thi khá dễ, nắm chắc chắn 30 câu đầu của môn toán năm nay. Thì em vừa mới thi môn toán xong em còn thấy là nó cũng dễ, nó dễ một cách em không tưởng tượng nổi, đây là bài thi luôn á. Dạ, nên là em chắc em cũng được 6-7 điểm. Thì theo cảm nhận của em thì đề toán tương đối dễ, đối với em nghĩa là 9 điểm. Khép lại ngày thi đầu tiên, đa phần các sĩ tử đều cảm thấy thoải mái khi vượt qua môn toán và ngữ văn thành công. Ngày mai 28 tháng 7, buổi sáng thí sinh sẽ thi tổ hợp và buổi chiều sẽ thi ngoại ngữ.